có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Lily Pokemon rất hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, sinh hoạt chính trị ngày hôm nay khá là nhộn nhịp khi mà những cái tranh luận về vấn đề cải tổ hệ thống Medicare cũng như những vấn đề khác đã làm cho các cơ quan truyền thông tại Úc khá là bận rộn theo dõi những cái tình hình này. Riêng đối với cộng đồng người Việt tại Úc, ngày hôm qua là ngày rằm tháng giêng, là một trong những ngày đối với những ai theo Phật giáo thì có lẽ ngày rằm tháng giêng là một trong những ngày hội khá là quan trọng. Đặc biệt ngày rằm này lại một lần nữa rơi vào chủ nhật. Vì thế mà hầu hết những cái ngôi chùa lớn nhỏ của cộng đồng người Việt trên toàn quốc Úc Châu đã đón tiếp một số lượng rất đông Phật tử đến viếng chùa từ khắp mọi nơi. Và một cái tin khá là buồn đối với cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria khi mà một trận hỏa hoạn đã xảy ra tại một trong những cái ngôi chùa ở vùng Springfield, và đợt cái cuộc hỏa hoạn này là một trong những thông chính mà các cơ quan truyền thông đã gây chú ý, đã chú ý rất là nhiều. Cho đến thời điểm này chúng tôi chưa có những thông tin gì về mức độ thiệt hại cũng như là thương vong, nhưng mà nhìn chung thì ngọn lửa cũng đã được kiểm soát vào khoảng 11 giờ đêm tối ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả là một cái thông tin hết sức buồn cho các Phật tử của cộng đồng người Việt ở Úc Châu. Bởi vì người Việt mình hay có cái câu là đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Do vậy mà như chị Kim Hoàng nói là ngày hôm qua là ngày rằm tháng giêng, là các Phật tử là đi lễ rất là nhiều. Thế nhưng mà vào tối ngày hôm qua thì đã xảy ra vụ cháy thiêu trụi gần như hoàn toàn ngôi chùa và Minh Nguyệt. Và vụ hỏa hoạn thì được truyền thông của Úc Châu đưa tin là xảy ra vào khoảng 8 giờ tối, và dịch vụ cứu hỏa đã phải huy động tới 150 lính cứu hỏa cùng với 17 phương tiện cứu hỏa tới chữa cháy. Và đến khoảng 11 giờ tối thì cơ bản khống chế được ngọn lửa. Và đến sáng nay thứ hai họ vẫn tiếp tục dập tắt những cái đám cháy nhỏ âm ỉ khác còn trong chùa. Và hiện tại thì cũng chưa rõ nguyên nhân gây ra cái vụ hỏa hoạn này, bởi vì các nhà điều tra vẫn chưa được phép vào khu vực của chùa, bởi vì là hiện nay ngôi chùa đã cháy còn trơ lại những cái khung gỗ đen và là một cái địa điểm rất là nguy hiểm. Nếu mà các nhà điều tra bước vào thì có nguy cơ ngôi chùa bị sập. Và do vụ hỏa hoạn xảy ra rất là lớn nên những cư dân gần đó đã được yêu cầu là ở trong nhà, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, thậm chí tắt hệ thống điều hòa và hệ thống sưởi, bởi vì để tránh khói bụi hay là khí độc có thể vào được trong nhà. Thậm chí là khoảng 30 người từ các cái ngôi nhà ngay cùng trên cái con phố mà có cái ngôi chùa Minh Nguyệt đã phải được sơ tán để đề phòng. Và ngôi chùa Phật giáo mang tên Minh Nguyệt là được mua và xây dựng bằng quỹ của cộng đồng từ năm 1991. Và đến nay thì vẫn chưa hoàn thành mà còn cần xây thêm cái phần tháp chùa nữa. Và rất may báo chí cũng đưa tin là vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn thì trong chùa không có người nên không thể gây thiệt hại về người. Tuy nhiên thiệt hại về vật chất là rất lớn. Không rõ thưa chị Kim Hoàng là chị có biết thêm những cái thông tin về ngôi chùa này không? Thật ra thông tin về ngôi chùa này nó đã liên tục được truyền miệng từ tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay. Đối với những ngôi chùa khác của người Việt, thông thường thì những ngôi chùa sẽ có những người mà chúng ta gọi là sư trụ trì hoặc là những người Phật tử để mà họ
trong nơi cái ngôi chùa, riêng với đối với ngôi chùa Minh Nguyệt, gọi là Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm, mà người Việt của chúng ta hay nôm na gọi là chùa Tào, thì đây là một cái ngôi chùa được quản trị bởi một nhóm người, và thường vào buổi tối thì không có ai ngủ lại cái ngôi chùa này, tất cả đều được khóa cửa sau khi ngưng hoạt động, và vì vậy mà hy vọng là sẽ không có ai thương vong, mặc dù là cơ sở vật chất đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Và cũng theo những cái nguồn tin đáng tin cậy, đó là ngôi chùa này hiện nay quá trình xây dựng vẫn hay còn đang dang dở, mặc dù đã bắt đầu được triển khai từ năm 1991 với một cái khoản ngân quỹ được cho là khổng lồ. Hiện nay ước tính ban đầu để mà xây lại kiến trúc hạ tầng cơ sở không những là mất vài chục năm thời gian, số tiền cũng có thể lên đến gần 50 triệu đô la với cái vật giá xây dựng như hiện nay. Đó là thông tin ban đầu chúng tôi có được. Vietfay TV cũng đã cố gắng liên lạc với những người được cho là có thẩm quyền trong cái việc quản trị ngôi chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm này, nhưng cho đến thời điểm này có lẽ là ngày hôm nay mọi người quá bận rộn, và chúng tôi hy vọng là trong cái chương trình điểm báo ngày mai sẽ có một hoặc hai nhân vật đại diện cho chùa Cư Sĩ Lâm để mà cung cấp thêm nhiều thông tin hơn nữa cho chúng ta, đặc biệt là về nguyên nhân của một cái vụ hỏa hoạn được cho là kinh hoàng như thế này. Tuy nhiên, nhiều dự phóng cũng đã được cho ra đưa ra là bởi vì trong những cái ngày lễ, hoặc đặc biệt là cái ngày rằm lớn như thế này, phong tục của người Hoa khi đi lễ chùa, thứ nhất là chúng ta đốt nhang, thứ nhì là chúng ta sẽ có những cái ngọn đèn, và những cái ngọn đèn hiện nay tại Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm vẫn còn sử dụng theo đèn truyền thống, đó là đèn dầu. Có nghĩa là vẫn sử dụng dầu hỏa để làm cái nguồn nhiên liệu cho cái ngọn lửa, duy trì cái ngọn lửa trên bàn thờ đó. Trên bàn thờ, và có rất nhiều người Phật tử ngày hôm qua đã cùng nhau đốt những cái ngọn đèn này. Cho nên không biết đó có phải là nguyên nhân hay không, hay còn một cái nguyên nhân sâu xa nào khác, thì chúng ta cần phải có chờ cái sự điều tra của cảnh sát. Nhưng đó là những cái nghi vấn được đưa lên. Tuy nhiên may mắn là cho đến thời điểm này, như Kim Hoàng đã nói, thương vong chưa được báo cáo, và hy vọng là sẽ không có thương vong, mặc dù cấu trúc của tòa nhà này hoàn toàn là sụp đổ đến mức độ mà nhân viên cứu hỏa cũng được lệnh là không được vào bên trong. Họ e rằng là nó vẫn có thể là xảy ra những cái giàn giáo, hoặc là cái cấu trúc nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cho nên ngay tại thời điểm này khi chúng ta làm thì chưa ai được quyền bước vào bên trong ngôi chùa. Trong khi tối ngày hôm qua khi mà hỏa hoạn xảy ra thì ngôi chùa không có người ở, cho nên cái cửa rào, cái cửa sắt đó, nó được khóa rất là nhiều lớp. Và nhân viên cứu hỏa mất rất nhiều thời gian mới phá được cái cửa sắt đó để mà vào bên trong. Và vì vậy mà trên đường Springvale, nếu mà quý vị ở Victoria mà chúng ta cư ngụ gần đó, thì chúng ta sẽ thấy 30 xe cứu lửa của ba chữa cháy đậu trên đường Springvale, và họ đã phải xịt vòi rồng vào cái đám cháy từ rất là xa, bởi vì họ không thể tiếp cận được vào bên trong. Một cái vụ cháy gọi là kinh hoàng cho cư dân địa phương. Và một trong những cái nguyên nhân mà có lẽ chúng tôi cũng phỏng đoán thôi, vì là vào cái dịp mà lễ rằm tháng giêng như vậy thì thường là người Hoa hay là người Việt hay người Campuchia chúng ta đi lễ chùa còn có một cái phong tục tức là hay hóa vàng đó. Thì việc mà hóa vàng và cái thời tiết mà hanh khô nắng nóng như thế này cũng có thể là những cái nguyên nhân có thể gây hỏa hoạn. Còn về một cái thông tin khác cũng ở tiểu bang Victoria, thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta còn nhớ là trong cái thời đại dịch COVID-19 thì chính phủ của thủ hiến Daniel Andrew đã áp dụng rất nhiều những cái biện pháp khá khắc nghiệt để mà phòng chống dịch COVID-19, và đây được xem là những cái biện pháp được cho là nghiêm ngặt nhất ở Úc Châu. Trong đó có cái biện pháp là bắt buộc những người làm việc ở tuyến đầu phải chủng ngừa vaccine phòng COVID-19, như là nhân viên y tế hay là các nhân viên làm ở nhà dưỡng lão hay giáo viên, cảnh sát và thậm chí cả công nhân xây dựng. Chính vì vậy mà chính phủ của tiểu bang Victoria cũng vấp phải sự phản đối của rất nhiều người cho tới tận nay, nhất là những thành phần mà chống đối vaccine. Và vào ngày hôm qua Chủ nhật, khi mà ông thủ hiến của tiểu bang Victoria đang phát biểu trước giới truyền thông tại một lễ diễu hành của một cộng đồng người sắc tộc ở Melbourne, thì đã bị một người không phải là nhà báo xen ngang xông vào hỏi khi nào thì thủ hiến mới hủy bỏ các cái quy định về chủng ngừa vaccine bắt buộc cho cảnh sát hay là những người làm việc trong lĩnh vực y tế. Thưa chị Kim Hoàng, được không rõ là thủ hiến Andrew sẽ xử lý vụ việc này như thế nào đó.
Thật ra cách xử lý của thủ hiến khá là thông minh ngày hôm qua khi mà ông bị cướp diễn đàn như thế này. Rõ ràng là cái này là một cái vụ cướp diễn đàn công khai. Mặc dù cái vấn đề này xảy ra chỉ trong vòng 90 giây mà thôi, có nghĩa là 1 phút rưỡi. Và thủ hiến Andrew cũng biết rõ là người này không phải là nhà báo. Nhưng mà ông cũng đã cho biết là cá nhân ông thì ông nhận thấy vaccine là có hữu hiệu và cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Và ông cũng đã chỉ thẳng mặt cái người đã đặt câu hỏi đó, và ông cho rằng ông là một minh chứng để cho việc chủng ngừa vaccine, và cho rằng là ông biết là người này không phải là nhà báo, và ông nghĩ rằng tất cả những cái cuộc chất vấn như thế này nó cũng nên kết thúc tại đây. Ông nói với một cái thái độ khá là ôn hòa, có nghĩa là không có một cái nặng nề gì cả, nhưng ông không cho cơ hội người kia tiếp tục đặt câu hỏi nữa, bằng cách là ông cho biết là ông người này không phải nhà báo, cho nên cuộc họp này chỉ là cuộc họp với các ký giả nhà báo chuyên nghiệp mà thôi. Và người này không có lý do gì để tiếp tục ở lại để mà chất vấn thủ hiến. Và việc này nó lại xảy ra cùng vào cái thời điểm là một cái doanh nghiệp ở Victoria đã thắng kiện chính phủ trong việc họ yêu cầu bồi thường vì những cái thiệt hại bởi vì phong tỏa vào thời điểm tháng 6, tháng 7 của năm 2020 gây ra. Và cái chiến thắng của cái doanh nghiệp tư nhân này tại Victoria hiện nay đang làm dấy lên một làn sóng, có thể những cái doanh nghiệp khác ở Victoria cùng liên kết với nhau tạo một cái áp lực hoặc là một cái vụ kiện tập thể để yêu cầu chính quyền Victoria đòi bồi thường về tài chính. Nhưng đó là hai cái khía cạnh khác nhau. Khía cạnh lý do cướp diễn đàn là bởi vì cái việc chủng ngừa vaccine. Còn cái lý do mà cái vụ kiện mà chính phủ bị thua thì đó là liên quan đến thu nhập của các cơ sở kinh doanh. Và vì vậy mà chúng ta thấy hai cái sự kiện, mặc dù đại dịch nó đã đi qua rồi, nhưng những cái hậu quả, những cái hệ lụy nó vẫn hay còn. Vẫn còn tiếp diễn. Còn ở tiểu bang New South Wales thì thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ đến vị thị trưởng của hội đồng thành phố Canterbury Bankstown, đó là ông Can Asfaw. Vào 2 tuần trước thì ông đã phải từ bỏ cái cuộc đua tranh cử vào chiếc ghế nghị viện của tiểu bang khi mà tiểu bang New South Wales sẽ có cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 tới này. Bởi lý do là ông liên quan đến một cái vụ bê bối tham nhũng công quỹ để chi tiêu hoang xài cho cá nhân mình. Không những sự nghiệp chính trị có thể phải tạm dừng, mà ông hiện nay còn đang bị một cái ủy ban của Quốc hội New South Wales điều tra các cái cáo buộc về hành vi không đúng mực khi mà ông giữ chức thị trưởng thành phố Canterbury Bankstown. Vào sáng nay thứ hai thì ông đã lại phải một lần nữa xuất hiện trước ủy ban để đưa ra những cái bằng chứng cho những cái hành động chi tiêu quá tay của mình. Mà theo như tờ The Daily Telegraph từng nêu chi tiết về một loạt những cái chi phí mà ông đã thực hiện trong 2 chuyến công tác nước ngoài mà ông đi vào năm 2015 và 2019. Trong đó có cả một lần khi mà ông đang ở thành phố Tokyo của Nhật Bản thì ông đã sử dụng công quỹ cho cái thực hiện việc mà massage trị giá tới $120. Và ông Asfaw cũng đã phải trả chi phí lại cho các cái mặt hàng mà ông đặt những cái quần áo thiết kế, trong đó có những bộ đồ trị giá tới trên $2,277 được mua vào năm 2021, hay là $500 cho một chiếc cặp belly mua vào năm 2015. Và các khoản chi trả như vậy không phải từ túi tiền của ông mà là từ ngân quỹ của thành phố, mà trong cái mục là chi phí cho trang phục của các nhân viên hội đồng, tức là tiền công quỹ của thành phố chứ hoàn toàn không phải tiền cá nhân ông. Và kính thưa quý vị, thị trưởng của thành phố Canterbury Bankstown nó khá là quen thuộc với cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực Bankstown, bởi vì ông đã ở cái vai trò vị trưởng hội đồng thành phố cũng là một thời gian khá là lâu. Và đó cũng là lý do vì sao chúng tôi đã liên tục đưa tin về cái vị thị trưởng này. Trước hết là ông 2 tuần trước, như Lily vừa mới nói, là ông đã tuyên bố không tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 25 tây tháng 3 sắp tới vào một cái vị trí ở Thượng viện của New South Wales. Và ngày hôm nay, sau khi ông phải đối diện với cuộc điều tra lần thứ nhì cũng liên quan đến yếu tố tham nhũng, mọi người còn lo lắng là ông không biết có thể giữ được cái chức vị
thị trưởng hội đồng thành phố Canterbury bên sau nữa hay không? Hay nói một cách khác thì sự nghiệp chính trị của ông đang rất là mong manh, và khởi điểm là ông đã bị một trong những người đồng nhiệm của mình, cũng là thân tín của mình, đó là cựu thành viên của đảng lao động là bà Tanya Mihailuk, đã sử dụng cái quyền đặc miễn quốc hội để tố cáo ông về những hành vi tham nhũng có liên quan đến một việc một cựu bộ trưởng trong chính phủ New South Wales, đó là ông Eddie Albert, là một người hiện nay đang bị án tù giam bởi vì hành động tham nhũng của mình. Và liên tục kể từ sau khi bà Mihailuk đã đưa ra những cái lời tố cáo ông ở quốc hội thì cái vận đen hầu như là nó đã đeo bám theo cái người chính trị gia này. Vâng. Cho nên chúng ta thấy là cái con đường trước mặt nó không được sáng sủa cho lắm. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang New South Wales như vậy là chỉ còn chưa đến 7 tuần lễ nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội bang vào ngày 25 tháng 3. Và hiện nay hai chính đảng vẫn tiếp tục tung ra rất nhiều lời hứa hay là cam kết để lấy lòng cử tri của tiểu bang. Và ngày hôm qua thì đảng lao động đối lập ở tiểu bang New South Wales đã bắt đầu tung ra một cái chiến dịch quảng cáo trên truyền hình với khẩu hiệu là một khởi đầu mới cho New South Wales. Còn khẩu hiệu tranh cử của Liên đảng Tự do Quốc gia cầm quyền hiện nay của Thủ hiến Perotet thì cũng nhằm mục đích lôi kéo cử tri với lời cam kết là thúc đẩy New South Wales tiến lên phía trước. Và vào ngày hôm qua khi mà tung ra chiến dịch quảng cáo trên truyền hình thì ông Chris Minns, lãnh đạo của Đảng Lao động Đối lập, cũng đã cam kết là sẽ minh bạch hóa các cái khoản cứu trợ thiên tai của chính phủ, tức muốn chỉ trích cái quy trình cấp cái tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân của chính phủ hiện tại. Cụ thể, ông Chris Minns hứa sẽ xem xét lại cái quy trình tài trợ và tăng cường các quy trình kiểm toán để đảm bảo làm sao trung thực xung quanh việc tài trợ nếu mà Đảng Lao động giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào ngày 25 tháng 3 tới. Sở dĩ lãnh tụ đối lập Chris Minns đã đưa ra những lời cam kết như thế này là bởi vì trong nạn cháy rừng vừa qua tại New South Wales diễn ra vào cuối năm 2019 hoặc là những đợt mưa lũ liên tục trong những năm vừa qua thì tiểu bang New South Wales có một cái ngân quỹ gọi là để mà tài trợ cho những khu vực bị khó khăn bởi vì những thiên tai, và 22 hội đồng thành phố đã được đưa vào diện nhận được tài trợ. Nhưng điều ông Chris Minns thắc mắc đó là 22 hội đồng thành phố này thì có đến 21 khu vực là thuộc những đơn vị hoặc là của dân biểu đảng Tự do hoặc là của dân biểu của đảng Quốc gia, một khu vực duy nhất thuộc về dân biểu đảng độc lập mà thôi, trong khi không có một khu vực nào mà dân biểu của đảng lao động được nằm trong danh sách nhận tài trợ. Và vì vậy ông cảm thấy là nó có một cái sự gì đó không được minh bạch trong cái chính sách tài trợ về thiên tai lũ lụt như thế này. Cho nên ông cam kết chính phủ lao động nếu đắc cử là sẽ tất cả những cái chương trình tài trợ này sẽ được đưa ra một cái ủy ban duyệt xét. Và cái ủy ban duyệt xét này họ có thời hạn là trong 3 tháng để nghiên cứu tình hình và đưa ra quyết định xem nơi nào đáng nhận được những cái tiền tài trợ này nhất. Đó về phía đảng lao động. Trong khi Liên đảng Tự do Quốc gia thủ hiến Dominic Perrottet có lẽ đã theo chân của lãnh tụ đối lập Albanese trong cuộc tranh cử vào tháng 5 2022 vừa qua, khi mà ông Albanese đã đưa vấn đề điện năng ra để làm một trong những cái đòn bẩy lấy lòng cử tri, thì ngày hôm nay thủ hiến Dominic cũng cam kết nếu Liên đảng Tự do Quốc gia tái đắc cử vào ngày 25 tây tháng 5 sắp tới, mỗi hộ gia đình tại New South Wales sẽ được tài trợ 250 đồng tài trợ một lần để mà trả hóa đơn tiền điện. Và việc này sẽ diễn ra rất sớm, diễn ra vào thời điểm đầu tháng 7 2023, kéo dài cho đến 31 tháng 12, có nghĩa là trong thời gian 6 tháng nếu Liên đảng chiến thắng. Còn nếu Liên đảng không chiến thắng thì tất nhiên việc vấn đề tài trợ này sẽ không được thực hiện. Vâng, một cam kết từ Liên đảng của New South Wales rất hấp dẫn và thiết thực đó chị Kim Hoàng, trong cái bối cảnh mà đời sống đắt đỏ hiện nay. Còn thưa quý vị và các bạn, cũng tại tiểu bang New South Wales thì cái lĩnh vực mà kinh doanh các cái máy đánh bài có thể sẽ có những cái thay đổi lớn trong thời gian sắp tới theo một quyết định được chính phủ của tiểu bang đưa ra sau một cuộc họp rất nhanh chóng vào ngày hôm qua nhằm chấm dứt những cái tranh cãi xung quanh cái ngành kinh doanh này. Trong đó có một cái cải cách được cho là rất lớn mà được thủ hiến Dominic Perrottet đề xuất. Đó là tất cả những người chơi tại các máy đánh bài mà người Việt chúng ta hay gọi là pokey thì sẽ không được dùng tiền mặt trong vòng 5 năm tới trên toàn tiểu bang.
Và đề xuất mới này thì chắc chắn sẽ khiến ngành kinh doanh các cái máy đánh bài sẽ bị giảm sút doanh thu. Bởi vì hiện nay đa số những người đến chơi bài thì đều sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, cũng để giúp cho ngành này tránh được bị thất thu, thì chính phủ liên đảng cũng cam kết là nếu mà tái cử thì cũng sẽ có những cái khoản hỗ trợ riêng dành cho các cái câu lạc bộ hay là các cái quán rượu mà kinh doanh các cái máy đánh bài này bị thất thu do cái quy định mới. Vâng, rõ ràng là kinh doanh cờ bạc là một trong những kinh doanh đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các câu lạc bộ, đặc biệt là các club. Nhưng mà với lời tuyên bố này của thủ hiến Dominic Perrottet thì chắc chắn là những cơ sở kinh doanh sẽ không hài lòng. Và không biết là ông Dominic Perrottet có bị mất phiếu của cử tri trong lĩnh vực này hay không. Bởi vì đây cũng chỉ là một cái dự án luật và sẽ được đệ trình Quốc hội sau ngày 25 tây tháng 3 nếu như đảng liên đảng của thủ hiến Perrottet tái đắc cử một lần nữa. Và vì vậy mà chúng ta nhìn thấy sơ khởi thôi là chính quyền New South Wales hoặc là chính quyền của thủ hiến Dominic có thể là sẽ bị mất đi một phần nào đó sự ủng hộ của những nhà kinh doanh, nhưng ngược lại đa số cử tri sẽ ủng hộ cho chính phủ New South Wales là bởi vì những hộ gia đình nào có người thân là nạn nhân hoặc là những người nghiện cờ bạc thì họ lại rất ủng hộ cái biện pháp này. Vâng. Có được và có mất. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang Nam Úc thì chính phủ tiểu bang này cho rằng là vừa qua chính phủ cũng đã nỗ lực khắc phục cái cuộc khủng hoảng xe cứu thương trong ngành y tế và đến nay cũng đã đạt được một cái số kết quả nhất định. Nhưng mà thừa nhận thực tế thì chặng đường để mà hoàn toàn giải quyết cuộc khủng hoảng này vẫn còn rất dài. Bởi vì theo cái số liệu công bố mới thì số giờ mà xe cứu thương chở người bệnh phải chờ đợi ở trước các cái bệnh viện vào tháng trước đã giảm tới 16%. Và đây cũng là con số thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay. Cụ thể thì số giờ chuyển giao bệnh nhân từ xe cứu thương vào bệnh viện của tiểu bang đã giảm xuống còn trên 3.000 giờ vào tháng trước. Trong khi vào tháng 12 cuối năm ngoái thì cái số giờ chờ đợi này lên tới gần 3.600 giờ. Và đây cũng là mức giảm nhiều nhất so với một cái con số kỷ lục được ghi nhận vào tháng 6 năm ngoái, khi mà số giờ người bệnh nhân phải chờ đợi từ xe cứu thương được đưa vào chữa trị tại bệnh viện lên tới 3.855 giờ. Và kính thưa quý vị khán giả, với những thông tin tích cực vừa rồi của Lily tại tiểu bang Nam Úc thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu ngày hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khán giả vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới của Vietfay TV. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.